Cô Liên xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại bài giảng của cô. Các em thân mến, vậy là chúng ta đã học được một nửa quá trình của học kỳ 1 rồi. Và chúng ta sẽ có các bài kiểm tra đánh giá giữa kỳ rồi dần dần đến học kỳ đúng không? Vậy thì bây giờ mục tiêu trước mắt là đạt điểm cao trong đề thi giữa kỳ. Vậy cô sẽ làm video này hướng dẫn các bạn một đề kiểm tra giữa kỳ 1. Đối với chương trình giữa kỳ của lớp 8, chúng ta sẽ có phần nội dung trọng tâm trong chương 1 về chất, nguyên tử, phân tử. Và nội dung trọng tâm đó chúng ta xoay quanh các khái niệm. Rồi bài tập tính toán thì cũng khá là ít. Chúng ta dựa vào những khái niệm mở đầu về nguyên tố học, chất, phân tử, đơn chất, hợp chất, đúng không nào? Vậy thì bây giờ hãy cùng nhìn lại đề của cô và sau đó chúng ta có thể dừng video lại. Rồi làm, rồi chữa với cái phần chữa của cô ở phía dưới nhé. Nào, đề của cô thì sẽ phân bố có cả trắc nghiệm và tự luận. Trong đó trắc nghiệm chiếm 3 điểm, gồm 12 câu. Câu 1, câu 2, câu 3. Các bạn có thể chụp hình lát, chúng ta có thể làm, sau đó là chữa với cô sau nhé. Tiếp theo, câu 4, câu 5, câu 6 và câu 7. Câu 8, câu 9, câu 10, câu 11, câu 12. Mỗi câu được 0,25 điểm, được chưa? Đó. Tiếp theo đến với phần tự luận gồm 7 điểm. Có 4 câu. Câu 1 là chỉ ra đâu là vật thể, đâu là chất. Ở đây thì cái bài dạng bài tập chủ yếu của phần tự luận này là chúng ta phân biệt các khái niệm. Bài 1 là bài liên quan đến phân biệt khái niệm chất và vật thể, dễ bị nhầm lẫn với nhau. Bài 2 thì là bài yêu cầu chúng ta viết công thức của học và tính phân tử khối. Nhớ nhá. Phần phân tử khối này thì đề bài đã cho chúng ta các nguyên tử khối ở phía cuối vì chúng ta mới học, đúng chưa? Nên các bạn không quá lo lắng, chúng ta chỉ cần biết là phân tử khối sẽ bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử có trong cái phân tử đó thôi, đúng chưa? Bài số 4 và bài số 3, số 3 và số 4. Bài số 3 là bài toán xác định nguyên tố. Thì đây, xác định hóa trị của một nguyên tố trong một hợp chất. Và bài số 4 là bài lập công thức hóa học dựa vào hóa trị. Hai bài này là áp dụng quy tắc hóa trị, cái bài mà khá trọng tâm. Cái phần này tính phần này là phần trọng tâm nhất trong cái chương chuyên đề chương 1 này. Bài số 4 một điểm là một bài hơi nâng cao hơn một tí. Đó là bài mà người ta sẽ cho chúng ta cái công thức, sau đó là người ta cho mình phân tử khối và rồi chúng ta sẽ phải tìm ra nguyên tố đó là gì. Với các cái nguyên tử khối cho người ta sẽ cho cuối bài này. Ở đây thì cô sẽ không show hết được cái đề này một lúc. Vậy thì những cái phần này các bạn sẽ khó nhìn. Vậy thì trong lúc làm các bạn có thể mở sách trang 42 ra để chúng ta tra, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chữa đề. Bây giờ mình sẽ đến với phần chữa đề nào. Phần trắc nghiệm. Câu 1. Trong hạt nhân nguyên tử thì gồm những loại hạt nào? Các bạn nhớ về hạt nhân nguyên tử nhá. Nguyên tử là gì? Hạt vô cùng nhỏ trung hòa với điện, đúng không? Muốn trung hòa với điện thì nó sẽ phải có phần mang điện tích dương và phần mang điện tích âm. Ở đây phần mang điện tích dương là nằm trong hạt nhân. Và phần mang điện tích âm nằm ở vỏ electron. Và trong hạt nhân thì có hai loại hạt là hạt proton mang điện tích dương, hạt neutron thì sao? À, không mang điện. Trong vỏ electron thì đương nhiên có electron rồi. Các bạn nhớ một số cái liên quan đến cái này nữa, đó chính là muốn nguyên tử trung hòa về điện thì số P phải bằng với số E. Được chưa? Là cô vừa giúp các bạn giải, sau đó là cô nhắc lại kiến thức luôn, lồng ghép luôn. Được chưa? Chuyển sang câu số 2 với đề bài là hóa trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của nguyên tố khác như thế nào? A. H chọn làm hai đơn vị, B chọn O là một đơn vị, CH chọn là một đơn vị, O làm hai đơn vị, CH được chọn làm hai đơn vị và O là một đơn vị. Ở đây chào quý vị nhé. Được chưa? Vậy thì hóa trị của một nguyên tố chúng ta sẽ tìm bằng cách xác định vào hóa trị của hydro và oxy. Người ta quy ước chọn hóa trị của hydro làm một đơn vị và hóa trị của oxy làm hai đơn vị. Được chưa? Vậy đáp án ở câu số 2 là đáp án C. Được chưa nào? Câu số 3. Chất nào sau đây được coi là chất tinh khiết?
Khi học về chất đúng không? Chúng ta sẽ chia làm hai loại là chất tinh khiết và hỗn hợp. Chất tinh khiết thì chỉ gồm một chất đó, còn hỗn hợp thì gồm hai chất trở lên. Vậy thì ở trong này ta có nước cất là một này, nước suối là hai này, nước khoáng là ba và nước đá từ nhà máy là bốn. Vậy ở đâu sẽ là chất tinh khiết chỉ gồm một chất nước duy nhất thôi? Đúng rồi, đó chính là nước cất. Ở trong nước suối thì còn rất nhiều các chất khoáng hòa tan trong nước, đúng không? Thể uống nước suối rất là ngọt. Bình thường mình uống nước cất thì nó sẽ không có vị gì cả. Nước khoáng thì sao nhỉ? Đấy, các bạn nào mà có chai nước khoáng ha, chúng ta nhìn vào thành phần thì ngoài nước ra nó còn có rất nhiều ion khoáng nữa. Vậy thì đây không thể là chất tinh khiết được. Còn nước đá trong nhà máy thì nó là đúng rồi, sản xuất từ nước thông thường thì vẫn có thể lẫn các cái tạp chất khác. Vậy đáp án ở câu 3 chính là đáp án A. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang câu tiếp theo. Đến với câu số 4. Có đề bài như sau, dãy nào sau đây đều là hợp chất ACl2 cao H2S4 AlCl3, BCuO cao H2S4 AlCl3, CCuO cao HFe và H2S4 DH2CU Fe và Al. Vậy thì để làm câu này chúng ta phải biết được định nghĩa về đơn chất và hợp chất. Chúng ta biết chất tinh khiết sẽ chia làm hai loại là đơn chất và hợp chất. Vậy thì điểm khác biệt cơ bản nhất giữa đơn chất và hợp chất là gì? Đó chính là thành phần của nó. Đơn thì là mấy các bạn? Là một. Vậy đơn chất là một cái gì đó, theo các bạn đó là gì? Đúng rồi, đơn chất là những chất được tạo từ một nguyên tố học. Có viết tắt từ nguyên tố học nhé. Vậy hợp chất là gì? Hợp ở đây là sự kết hợp, nghĩa là từ 2 trở lên mới kết hợp được. Vậy hợp chất là những chất được tạo từ 2 nguyên tố học trở lên. Đó, vậy thì nhìn vào các dãy ở đây, các bạn cho cô biết dãy nào thì một chất được tạo từ 2 nguyên tố học trở lên. Dãy nào chỉ gồm các hợp chất thôi. A này thì sai ở đâu? Ngay đầu tiên nhìn thấy Cl rồi. B thì các bạn thấy thỏa mãn hết. C thì sai ở Fe. Còn D thì đây là cả một dãy đơn chất, đúng không? Vậy đáp án chính xác ở câu 4 là đáp án B, được chưa? Rồi, mình chuyển sang câu số 5. Với đề bài là dãy chất nào sau đây đều là kim loại? Nhắc đến kim loại có khi là dễ hơn. Phi kim thì chưa biết bao giờ, đúng không? A là nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc. B là vàng, magie, nhôm, clo. C là oxy, nitơ, carbon, canxi. Và D là sắt, chì, kẽm, thiếc. Vậy ở đây chúng ta thấy gì? Đâu toàn là kim loại nhỉ? Nhiều bạn sẽ chọn ngay đáp án D đúng không? Câu này rất là đơn giản. Sắt, chì, kẽm, cô nghĩ là thiếc thì các bạn ít biết. Nhưng mà sắt, chì, kẽm chúng ta biết rất là nhiều, được chưa? A thì sai ở lưu huỳnh này. B thì sai ở đâu? Clo. C thì sai ngay ở oxy, nitơ, carbon, đúng chưa? Rồi, canxi ấy, canxi ở trong xương người ấy là kim loại đấy. Trong người mình có rất là nhiều kim loại các bạn. Chưa? Câu số 6 với đề bài là có thể tách muối ra khỏi hỗn hợp nước muối ăn bằng cách nào? A là thêm muối, B là thêm nước, C là đông lạnh, D là đun nóng. Vậy ở đây chúng ta đã có hỗn hợp là nước muối. Câu 6 này hỗn hợp nước và muối. Với cái phương pháp tách chất khỏi hỗn hợp thì chúng ta phải dựa vào thành phần của hỗn hợp, đúng không? Có hai chất vào nước và muối, dựa vào tính chất của từng thành phần mà tìm ra cách. Có rất nhiều cách để tách chất khỏi hỗn hợp tùy thuộc vào thành phần. Ví dụ như là chúng ta có thể chiết này đối với hai chất lỏng không tan với nhau, hoặc là chúng ta lọc này đối với chất rắn và chất lỏng, đúng không? Hoặc chúng ta cho bay hơi đối với hai chất trong đó có một chất bay hơi và một chất không bay hơi, đúng chưa? Vân vân. Thì ở đây chúng ta dựa vào phương pháp này thì nhìn thấy thêm muối, thêm nước, đông lạnh, đun nóng. Vậy thì có cái phương pháp đun nóng này là khả thi. Chúng ta nhìn lại, nước muối thì có nước bay hơi được, còn muối thì đun lên không bay hơi, được chưa? Vậy thì khi mà ta đốt nóng thì nước bay hơi chỉ để lại cho ta những hạt muối thôi. Các bạn có thể làm thí nghiệm này ở nhà, được chưa?
mượn mẹ một cái nồi, sau đó là hòa nước muối, xong mình đun lên. Sau một thời gian bay hết hơi nước, ta sẽ nhìn thấy muối ở dưới. Được chưa? Câu số 7, điền vào chỗ chấm này. Số là số đặc trưng của một nguyên tố học. A proton, B neutron, C electron và D là neutron và electron. Vậy thì ở đây, thay vì người ta hỏi như thế này, người ta chính xác là người ta đã hỏi đến khái niệm nguyên tố học. Các bạn còn nhớ nguyên tố học là gì không? Là tập hợp những nguyên tử có cùng số proton. Vậy tại sao người ta chọn proton là cái để người ta đem đi so sánh nhỉ? Đúng rồi, cái gì là đặc trưng nhất là anh đấy nó phải là của riêng bản thân anh ấy, chỉ có anh ấy có, đúng không? Anh proton thì anh ở trong hạt nhân, anh ấy không dễ mất đi, và anh này lại còn mang điện tích, và anh ấy rất là đặc trưng. Vậy thì đáp án ở câu 7 mình chọn là đáp án này, câu 6 là C, còn đáp án của câu 7 là đáp án A. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển các câu tiếp theo. Đến với câu số 8, có đề bài như sau. Phân tử ozone gồm 3 nguyên tử oxy, công thức của ozone sẽ là. À, phân tử này các bạn đoán là đơn chất hay hợp chất nhỉ? Đúng rồi, nó chỉ tạo từ một nguyên tố học là oxy thôi. Vậy thì chắc chắn đây là đơn chất. Mà đơn chất này có công thức hóa học sẽ là gì? Nhớ nhá, khi mà chúng ta nói đến đơn chất thì chắc chắn nó chỉ có ký hiệu hóa học của một nguyên tố thôi. Đúng chưa? Và nó sẽ có chỉ số. Cái chỉ số này chính là số lượng nguyên tử. Vậy công thức tổng quát của đơn chất là An. Ở đây A thì tương ứng với O, N tương ứng với 3. Vậy chúng ta có công thức là O3. Hay đáp án ở câu số 8 là đáp án C. Chưa? Tiếp theo câu số 8, cách viết nào sau đây là sai? A, 4 nguyên tử natri viết là 4Na. B, 1 nguyên tử nitơ viết là N. C, 3 nguyên tử canxi viết là 3C. D, 2 nguyên tử sắt viết là 2Fe. Vậy ở đây khi mà người ta muốn biểu diễn nhiều nguyên tử nào đó thì người ta sẽ thêm hệ số trước ký hiệu học. Vậy nó nhìn thấy các hệ số đúng rồi. 4 với 4, 1 với không có gì cũng là 1. 3 với 3, 2 với 2. Vậy thì chỉ sai ở đây chính là sai về ký hiệu học. Đúng chưa? Các bạn nhớ cái ký hiệu học không nhỉ? Đúng rồi, nó sẽ là gồm một chữ cái in hoa và có một số trường hợp là thêm một chữ cái in thừa nữa trong điều kiện đó là mệnh trùng. Giả sử như carbon hay canxi. Carbon hiệu là gì nhỉ? Là C. Trong khi đó canxi phải thêm một chữ A nữa, Ca. Vậy đáp án sai ở đây là đáp án C. Đúng chưa nào? Tiếp theo câu số 10 với đề bài là 5 phân tử hydro thì viết thế nào? Câu số 10 nhá. Nào chúng ta lấy luôn cách viết trên này, chúng ta viết hệ số là 5. Phân tử hydro khác với nguyên tử hydro. Phân tử nghĩa là nó là một phân tử rồi đúng không? Còn nguyên tử thì có thể nó là một nguyên tử thôi, hoặc là nó là phân tử đối với kim loại, hoặc là một số phi kim khác. Đối với hydro, phân tử sẽ là H2. Đó, nhiều bạn nhầm là 5H lắm. Phân tử mà khác nguyên tử nhá. Còn 5H2 này là sai, vì sao nhỉ? Ký hiệu hóa học của hydro là chữ in hoa chứ không phải in thường. Được chưa? Câu số 10 đáp án là B. Đến với câu 11 có đề bài như sau. Phân tử hydro nhẹ hơn bao nhiêu lần so với phân tử oxy? A. 0,0625. B. 0,625. C. 0,125. Và D là 1,25. Vậy thì chúng ta muốn biết rằng hydro phân tử nhẹ hơn so bao nhiêu với hydro oxy phân tử đúng không? Chúng ta sẽ phải so sánh cái giá trị về khối lượng của chúng. Tuy nhiên là giá trị về khối lượng thì là một con số rất là dài, chúng ta chưa biết. Và người ta đã sử dụng đơn vị carbon để làm cái căn cứ cho chúng ta tính toán về cái tỷ lệ đúng không? Vậy thì mình có thể lấy phân tử khối của hydro chia cho phân tử khối của oxy, có thể so sánh được cái tỷ lệ, đúng chưa? Câu số 11, ta lấy phân tử khối của H2 chia cho phân tử khối của O2. Phân tử khối tính như nào nhỉ? Bằng tổng các nguyên tử khối đúng không? Ở đây, nguyên tử khối của H2 là gồm 2 anh H với nhau, tức là 2. Còn oxy là 2 anh O với nhau, nghĩa là 16 x 2, tức là 32. 2 phần 32 là 1 phần 16, hay chính là 0,0625. Vậy đáp án ở câu 11 là đáp án A. Được chưa? Chuyển sang câu 12 với đề bài là một oxy có công thức là Fe2OX, có phân tử khối là 160, hóa trị của Fe trong oxit đó là. Đây là bài lồng ghép giữa hóa trị và phân tử khối đúng không? Vậy thì đối với bài này
chúng ta sẽ tìm ra cái giá trị của x này, rồi áp dụng quy tắc hóa trị để tìm ra hóa trị của Fe nhé. Ta có phân tử cuối của FeX, Fe2OX bằng gì đây? Nó nhân ra nào? Hai nguyên tử cuối của Fe cộng với x nguyên tử cuối của oxy đúng không? Là 2 nhân với 56 cộng với O là 16, nghĩa là 16x. Theo đề bài cho bằng 160. Đúng chưa nào? Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhân ra và tìm x thôi. 112 này cộng với 16x bằng 160. Đúng chưa? Vậy chúng ta thu được là 16x sẽ bằng bao nhiêu? 160 trừ 112 là 48. Vậy các bạn suy ra x bằng 3. Được chưa? Rồi chúng ta lắc thay vào công thức sẽ thu được là Fe2O3. Trong đó biết oxy hóa trị 2 rồi. Cái này cô gọi là A đi. Vậy thì theo quy tắc hóa trị, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này sẽ bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia. Tức là ta có 2A thì bằng 2 nhân với 3. Hay các bạn tính được A chính là bằng 3. Vậy đáp án ở câu số 12 là đáp án C. Được chưa? Đó, chúng ta vừa giải quyết xong các bài tập trắc nghiệm. Với mỗi câu chúng ta không phải 25 điểm. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang cái phần tự luận. Chúng ta đến với phần tự luận chiếm 7 điểm. Câu 1, 2 điểm với đề bài là hãy tìm ra đâu là chất, đâu là vật thể trong các câu sau đây. A. Than chì là chất dùng làm lõi bút chì. B. Xe đạp được chế tạo từ sắt, nhôm và cao su. Vân vân, được chưa? Vậy bài này 2 điểm là câu tặng chúng ta, dành cho những bạn nào mà hơi yếu hơn một chút, đúng không? Vậy ở đây chúng ta khái niệm phân biệt cái khái niệm về chất và vật thể. Chất là gì nhỉ? Là chất có ở trong vật thể, là nguyên liệu để làm nên vật thể. Còn vật thể là những thứ ở xung quanh chúng ta và có thể là con người của chúng ta luôn, đúng chưa? Vậy thì ở đây ở câu A, cô sẽ viết đây là chất này. Đây là vật thể. Ở câu A này, than chì là chất dùng làm lõi bút chì. Vậy vật thể đây là gì? Chiếc bút chì đúng không? Và chiếc bút chì này có lõi làm được từ than chì, đó chính là chất. Nhiều bạn nghĩ là kim loại chì là làm nên lõi bút chì là không đúng đâu nhá. Đó là than. Kim loại chì ấy, nó rất là nặng và nó dùng để đánh bắt cá. À, có cái lưới nhá, các bạn nhìn thấy cái lưới bao giờ chưa? Đó, người ta sẽ đặt cái con chì ở đấy, sau đó người ta quăng xuống. Thì chì nặng mà, nó sẽ kéo cái lưới xuống. Mà khi cá bơi vào, người ta thấy là kéo lên được, người ta sẽ dùng rất là nhiều sức kéo. Được chưa? Kéo lên bắt cá. Đó, chì đấy dùng để bắt cá, chứ không phải là làm được bút chì đâu. Được chưa? Câu B, xe đạp được chế tạo từ sắt, nhôm và cao su. Vậy thì vật thể đây là gì? Chính xác, chiếc xe đạp mà người ta đi học đúng không? Và chế tạo nên xe đạp thì gồm sắt, nhôm và cao su. Đó, cô viết ra như này cho nó, các bạn đỡ nhầm nhá. Đây chính là bài câu 1. Đến với câu 2 luôn này. Câu 2, đề bài là viết công thức hóa học và phân tích và tính phân tử khối của các hợp chất sau. A. Canxi oxit, biết trong phân tử có 1 Ca và 1 O. B. Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1 Cu, 1 S và 4 O. Vậy ở bài này người ta đã cho thành phần của phân tử đấy rồi. Mình chỉ viết công thức thôi, đúng chưa? Câu 2 này. Đối với ý A, mình viết canxi oxit 1 Ca đúng không? Mình múc 1 Ca này, chỉ số 1 mình không viết nữa. Oxy cũng có 1, vậy ta có công thức là ClO. Và phân tử khối của cái này chúng ta sẽ tính bằng gì đây? Sẽ bằng tổng các nguyên tử khối. Ở đây có nguyên tử khối của canxi và nguyên tử khối của oxy đúng không? Ở đây ta sẽ có là canxi là 40 cộng với oxy là 16, ta có 56
Đơn vị là đơn vị carbon nhá. Được chưa? Với ý B. Đồng sunfat gồm có 1 Cu, 1 S và 4 O. Vậy ta có công thức là CuSO4. Vậy tính phân tử khối của anh này sẽ bằng gì đây? Đúng rồi, lấy nguyên tử khối của đồng cộng nguyên tử khối của lưu huỳnh và cộng 4 nguyên tử khối của oxy. Được chưa? Nào mình thay vào đây nhá. Đồng là 64 này, cộng với anh lưu huỳnh là 32 này, cộng với anh oxy là 4 lần anh oxy là 4 nhân với 16. Chúng ta sẽ xem phân tử khối của anh này là bao nhiêu nhé. 160 đơn vị carbon. Được chưa? Hai bài đầu tiên khá đơn giản thôi. Bài thứ hai thì hơi tính toán một chút. Và các con số này thì chúng ta đã được cho ở cuối bài rồi nên không có gì khó khăn. Mình chỉ cần nhớ cách tính phân tử khối thôi. Chưa? Bây giờ mình sẽ chuyển sang câu tiếp theo. Tiếp đến câu 3, 2 điểm. Với đề bài như sau, xác định hóa trị của nguyên tố sắt trong hợp chất FeCl2 viết Cl hóa trị 1. À, đó, đây chính là một cái trong những cái phương pháp chúng ta áp dụng quy tắc hóa trị. Và bài số 2 là lập công thức hóa học của các hợp chất sau: Cu hóa trị 2 và oxy, Al hóa trị 3 và SO4 hóa trị 2. Được chưa? Ở đây cái số 4 nó sẽ là phải ở dưới nhá. Đó. Đây chính là hai cái cách áp dụng của quy tắc hóa trị. Các bạn nhắc lại quy tắc hóa trị cho cô nào. Đó là tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này sẽ bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia. Đó. Được chưa? Vậy thì ở đây nếu có công thức là XAIB, trong đó hóa trị của X là M và hóa trị của Y là N. Vậy ta sẽ áp dụng quy tắc hóa trị vào đây như thế nào? Tích của chỉ số và hóa trị đối với nguyên tố X tức là A nhân với M sẽ bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố Y bằng B nhân với N. Đúng chưa? Đó, vận dụng cái này để tìm ra hóa trị của một nguyên tố trong một công thức. Sang công giải. Ở đây ta có công thức gì? FeCl2. Đúng không? Và người ta cho mình Fe. À, mình chưa biết hóa trị của Fe và mình biết hóa trị của Cl. Vậy cô gọi hóa trị của Fe là X. Từ đó chúng ta sẽ áp dụng quy tắc hóa trị để tìm ra X. Theo quy tắc hóa trị ta có gì nhỉ? Đối với sắt, tích của chỉ số và hóa trị là X nhân 1 bằng với 2 nhân 1, đúng chưa? Từ đó mình suy ra ngay X bằng 2. Hóa trị viết la mã nhé. Vậy mình kết luận là sắt có hóa trị 2. Được chưa? Câu A vô cùng đơn giản thôi. Câu B thì sao? Lập công thức hóa học của hợp chất Cu hóa trị 2 và oxy. Nào, dấu cộng đầu tiên. Cô sẽ gọi công thức là CuXOY. Trong đó mình biết hai hóa trị rồi. Ở đây là 2 và ở đây cũng là 2. Được chưa? Vì chúng ta mới học về hóa trị cho nên các bạn không được làm tắt ở đây. Chúng ta vẫn phải viết. Theo quy tắc hóa trị ta có biểu thức gì các bạn? 2 nhân x bằng 2 nhân y.
Vậy thì các bạn sẽ suy ra được tỷ lệ x trên y sẽ bằng 2 trên 2, đúng không? Và chúng ta sẽ phải lấy số tối giản, tức là 1 trên 1. Vậy mình suy ra công thức của nó là CuO. Đơn giản đúng không nào? Không khó. Tiếp theo, đối với Cl hóa trị 3 và nhóm SO4 thì cô sẽ viết là AlxSO4Y lần. Được chưa? Mình đặt hóa trị ở đây là 3 và hóa trị đây là 2. Đề bài cho rồi. Đúng chưa? Vậy thì áp dụng quy tắc hóa trị mình có biểu thức gì? Ta sẽ có x nhân với 3 la mã bằng y nhân với 2 la mã. Tức là tỷ lệ x trên y sẽ bằng gì đây? À, bằng 2 phần 3. Đúng không? Vậy các bạn suy ra ngay công thức của cô. Là gì? Al2SO4 tất cả 3 lần. Được chưa? Đó. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 3. Cái phần này là phần trọng tâm đấy. Có thể nó sẽ cho nhiều điểm hơn. Và đề này là đề phân bố dàn trải đều. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang câu cuối cùng. Đến với câu cuối cùng, một điểm. Với đề bài, trong phân tử một hợp chất được tạo bởi 2 nguyên tử nguyên tố R và 5 nguyên tử nguyên tố oxy, tìm nguyên tử khối và tên của R. Biết hợp chất này nặng hơn phân tử hydro 71 lần. Vậy ở đây, người ta cho chúng ta dữ kiện là nó được tạo từ 2 nguyên tử nguyên tố R và 5 nguyên tử nguyên tố oxy. Chúng ta có công thức luôn là R2O5 theo ẩn giờ R, đúng không? Rồi, tiếp theo người ta lại cho chúng ta về phân tử khối, đúng không? Phân tử khối này được giấu trong dữ kiện là biết hợp chất này nặng hơn hợp chất hydro 71 lần. Hydro tức là H2, 1H tức là 1, 2 nghĩa là H2, nghĩa là 2, đúng không? Vậy thì nghĩa là phân tử khối của anh R2O5 này lớn hơn phân tử khối của anh H2 71 lần, tức là phân tử khối của anh này sẽ bằng 2 nhân với 71, được chưa? Đó. Vậy là chúng ta cho hai cái giá trị bằng nhau để tìm được R thôi. Nào ông giải với cô nhé. Công thức hóa học của hợp chất là tạo từ 2 nguyên tử nguyên tố R mà là R2 đúng không? Và 5 oxy R2O5. Được chưa? Theo đề bài thì ta có điều gì? Phân tử khối của anh R2O5 này trên phân tử khối của H2 bằng 71. Hay là phân tử khối của R2O5 sẽ bằng phân tử khối của H2 nhân với 71. Đúng chưa? Hay số vào thôi. Phân tử khối của H2 là 2. 2 nhân 71 đúng không? Là 142. Đơn vị là đơn vị carbon. Được chưa? Đó. Mà mình có thể tính được phân tử khối theo ẩn R không? Có đúng không? Sẽ bằng gì nhỉ? 2 nguyên tử khối của R cộng với 5 nguyên tử khối của oxy. Đúng chưa? Vậy mình sẽ nhân ra là 2 nguyên tử khối của R cộng với 5 nhân 16. 5 nhân 16 ở đây tức là 80. Đúng không? Nghĩa là 2 nguyên tử khối của R cộng với 80 thì bằng 142. Đó, từ đó mình sẽ tính ra 2 nguyên tử khối của R sẽ bằng 142 trừ 80. Bao nhiêu đây? 62, đúng không? Vậy suy ra nguyên tử khối của R sẽ bằng 62 chia cho 2 là 31. Nào, tra bảng, chúng ta tìm ra được
Anh này chính là food for đúng không? Đó, vậy kết luận, vậy R là food for. Ký hiệu là V. Đó. Với cái nội dung đầu tiên thi học thi giữa kỳ năm lớp 8 thì tương đối chưa có phần tính toán nhiều, đúng chưa? Đa số là người ta khai thác mình về các khái niệm, mình phân biệt các khái niệm thôi. Và cô nghĩ rằng là đối với cái phần này, chúng ta mới mở đầu, chúng ta đừng đặt nặng quá. Các bạn có thể học thuộc ở trang 42 hoặc là chúng ta tra. Chúng ta làm nhiều nó sẽ nhớ được những nguyên tố quan trọng, không nhất thiết phải học thuộc. Chúng ta đừng tạo áp lực vào chúng ta từ ban đầu quá nặng, có tạo áp lực nhưng mà đừng quá nặng nhá. Rồi, đó, vậy là cô vừa chữa xong đề mẫu kiểm tra học kỳ 2. Và cô hy vọng rằng là các bạn có thể ôn tập tốt cái chương số 1 này để chúng ta có một bài kiểm tra giữa kỳ kết quả cao nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em.